bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp. Bạn không biết bắt đầu từ đâu, thậm chí bạn còn chưa có bất kỳ ý tưởng nào. Hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Chúng tôi biết bạn cần một thương hiệu đúng nghĩa. Chúng tôi sẽ mang nó đến cho bạn. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. Tỷ phú Richard Branson cặp bắt tay với Rolls-Royce và cuộc đua vào vũ trụ. Virgin Galactic hợp tác với Rolls-Royce để thiết kế và phát triển công nghệ động cơ đẩy cho các máy bay thương mại tốc độ cao trong tương lai. Richard Branson cũng đang mạnh tay đầu tư cho cuộc đua vào vũ trụ. Virgin Galactic, công ty du lịch vũ trụ thuộc đế chế kinh doanh đa ngành hàng đầu thế giới của Virgin của tỷ phú Richard Branson, sẽ hợp tác với nhà sản xuất động cơ Rolls-Royce để phát triển dòng máy bay có vận tốc gấp 3 lần vận tốc âm thanh. Trong thông báo ra mắt ngày 3 tháng 8 năm 2020, Virgin Galactic cho biết Spaceship Company, công ty con của Virgin Galactic, đã ký thỏa thuận hợp tác thiết kế và phát triển công nghệ động cơ đẩy cho các dòng máy bay thương mại với hãng Rolls-Royce. Theo Virgin, dòng máy bay mới là mẫu máy bay cánh tam giác được chứng nhận đạt tốc độ Mach 3, có thể chở từ 9 đến 19 người và bay ở độ cao 60.000 feet, tương đương 18 km. Hãng cũng cho biết ý tưởng thiết kế mới có thể đáp ứng các yêu cầu và mục tiêu cao cấp của nhiệm vụ. Trong thông báo, giám đốc điều hành của Virgin Galactic, ông George Whiteside khẳng định mẫu máy bay mới là sự kết hợp của du lịch thương mại tin cậy và an toàn, và Virgin sẽ tiếp tục làm việc với các nhà quản lý nhằm đảm bảo các thiết kế của chúng tôi có thể mang tới những ảnh hưởng thực tế ngay từ đầu. Ông cũng cho biết thêm, Virgin đang mong muốn mở ra một bước tiến mới cho việc vận chuyển bằng máy bay tốc độ cao. Trong khi đó, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Rolls-Royce khu vực Bắc Mỹ Tom Bell cũng ra thông báo, trong đó khẳng định công ty của ông mang tới một cơ hội lịch sử trong lĩnh vực động cơ tốc độ cao, đưa thời của những chiếc máy bay chở khách siêu thanh Concorde quay trở lại, đồng thời mang những kỹ thuật đẳng cấp thế giới để phát triển hệ thống động cơ tiên tiến, một yếu tố không thể thiếu cho sự phát triển của ngành vận tải thương mại siêu nhanh. Nếu như thành công thì đây sẽ là một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trở lại của các mẫu máy bay siêu thanh kể từ khi những chiếc máy bay chở khách siêu thanh cuối cùng Concorde ngừng hoạt động vào năm 2003. Trong phiên giao dịch vào đầu giờ chiều ngày 3 tháng 8 2020, cổ phiếu của Virgin Galactic trên sàn giao dịch New York đã tăng 5% lên mức 23,49 USD trên cổ phiếu. Tuy nhiên, thì con số này vẫn là thấp hơn rất nhiều so với mức 37,35 USD trên cổ phiếu hồi giữa tháng 2 2020. Tỷ phú Richard Branson với cuộc đua vào vũ trụ. Hồi tháng 6 2020, tỷ phú Branson đã bán khoảng 500 triệu đô la Mỹ cổ phiếu của Virgin Galactic do đại dịch tác động mạnh tới hoạt động kinh doanh nói chung và mảng hàng không nói riêng của Virgin. Hiện, ông đang đẩy mạnh các kế hoạch của mình trong mảng du lịch vũ trụ và phát triển các vệ tinh nhỏ. Theo nguồn tin thân cận từ phía Virgin, tỷ phú Branson đã đầu tư một khoản lớn từ số tiền bán cổ phiếu để đầu tư vào Virgin Orbit, công ty con của tập đoàn Virgin chuyên cung cấp dịch vụ phóng vệ tinh cỡ nhỏ vào không gian. Cái tên Virgin Orbit là tiêu đề trên hầu hết các mặt báo lớn hồi tháng 5 2020 khi mà công ty này thất bại trong vụ phóng thử tên lửa đẩy Launch One. Theo kế hoạch, máy bay 747 Cosmic Girl mang theo tên lửa Launch One dài 21m cất cánh tại cảng hàng không và không gian Mojave, California của Mỹ. Tuy nhiên thì tên lửa Launch One gặp trục trặc sau khi tách khỏi máy bay và không thể đưa thiết bị lên quỹ đạo như dự kiến được. Tuy nhiên với Virgin Orbit, đây không phải là bị coi là một thất bại lớn, bởi vì ít nhất nó đã chứng minh rằng việc thả tên lửa từ cánh máy bay có thể và sẽ thực hiện được. Sau quá trình điều tra, Orbit đã xác nhận rằng nguyên nhân thất bại là do hệ thống cao áp vận chuyển oxy hóa lỏng tới buồng đốt giai đoạn 1 xuất hiện vết nứt, khiến cho động cơ không cung cấp đủ lực đẩy cần thiết cho quá trình phóng tên lửa. Giám đốc điều hành của Seraphim Capital, Mark Borgett, nhận định rằng trong bối cảnh cuộc đua vào vũ trụ của các tỷ phú đang nóng lên, dù cho Virgin Orbit của tỷ phú Branson có thể kém hơn một chút so với SpaceX của Elon Musk hay là Blue Origin của Jeff Bezos, song công ty này lại có một lợi thế lớn hơn hẳn so với hai cái tên còn lại. Đó là có thể phóng vệ tinh vào không gian từ bất cứ sân bay nào trên thế giới, thay vì chỉ có thể được thực hiện tại một bãi phóng được xây dựng trong sa mạc. Cũng theo ông Borgett, sau những bất ổn của đại dịch, việc tỷ phú Branson tập trung vào mảng không gian để phát triển trong tương lai lại là điều không hề ngạc nhiên. Cũng trong thông báo đưa ra hôm 3 tháng 8 2020, Virgin Orbit xác nhận công ty này sẽ mang theo chùm 11 vệ tinh nhỏ của NASA vào không gian trong lần thực hiện nhiệm vụ Launch Demo 2, dự kiến sẽ được thực hiện vào cuối năm 2020. CEO của Virgin Orbit, Don Holt, cho biết rằng: "Chúng tôi rất tự hào khi có thể hỗ trợ NASA với việc đưa các vệ tinh này vào vị trí trong lần thực hiện nhiệm vụ Launch Demo sắp tới. Nhiệm vụ này đã truyền cảm hứng cho toàn bộ đội ngũ của chúng tôi. Nó hoàn toàn phù hợp với mục tiêu chúng tôi hướng tới, đó là không gian vũ trụ mở cho tất cả mọi người." Cũng theo ông này, các nhân viên của Virgin Orbit đang làm việc một cách hết sức chăm chỉ để hoàn thiện toàn bộ những công việc có liên quan, cũng như làm mọi thứ cần thiết để có một chuyến bay an toàn và thành công. Đỗ Hiền, theo người đồng hành, Cafebiz, Đầu Đói TV tổng hợp và đưa tin.
Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhastudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.